Nếu các bạn muốn mua nick PUBG Mobile, nạp UC giá rẻ, uy tín, chất lượng thì có thể ghé thăm vpgame.vn. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm nay mình làm clip đi rank Một cùng với tim, cả hai Mew tim. nhá. Nhưng điều đáng nói đây là Mew sẽ chơi ác mình và mình sẽ Hai tim chơi nghĩ ở một cái nhà ác. máy hết. Cái ác này thì mình được một bạn có tên là Đoàn Diệp cho mượn để review cái set Hai tim nghĩ là chúa tể bóng ma này. Trong bốn cái set ở mới ra thì mình chỉ cứ thích mỗi gọi là cái set màu xanh này với cả cái set set màu trắng. Hình như là có hai set màu trắng. Trong hai cái set đấy thì mình thích cái set mà cái váy áo của nó ngắn cơ, đó chứ không đâu thích ở cái đây váy áo dài. À, nãy như là có một hay hai team mình xuống đây, đằng sau cũng có kìa. Thì mình sẽ để nhà xe trước vậy. bảo kê nhá cho tình nữa nhá. Sang đây anh bảo kê cho. Để nó ngay trên tầng 2 này, sang chưa? Rồi, lên em ơi. Lên. Ô, nó chạy chạy xuống rồi sao ấy nhỉ? Chạy gì nhanh vậy? Bắn bên trên mà. Có thằng bên dưới à, hai thằng ạ. Một thằng trên một thằng dưới. Trời ơi, tại sao lại không lúc cùng nhau lại lúc nè thế này. Cái ác này thì có full bộ màu xanh luôn. Đầu này, ba lô với cả cái chảo. Thiếu mỗi à, số này. Đây này. Này này, này giết thật rồi của em ơi. Rồi xong. Thiếu mỗi cái xe Dacia. Cái xe Dacia thì công nhận phải nói là nó đẹp thật. Ôi, nó đẩy sang kìa, đẩy sang kìa. Lên em ơi, đẩy sang. Rồi, mình sẽ đây. À, thằng này mà chạy lên là chết ngay. Cái bên kia đi em. Cái cầu thang đi. Rồi, xong. Không có 16 nhờ. Không biết đâu đằng nào. À, mình thấy rồi, nó đằng này này. Đấy, đấy, đấy. Ở đây xa quá. Để xuống đánh gần. Rồi, tiếng chân nó chạy ra đầu này rồi. Rồi, mở cửa. Đây này, hai người cơ, chứ không phải là có một người đâu. Ơ, thằng này nó làm chủ chỗ này à? Nghĩa thế rồi. Bắn phát chết tươi luôn này. Mỗi mình nó thôi sao? Đây rồi mọi người ơi. Đấy, khẩu súng M16A4 tô xít. Nó trông như là khẩu M16A4 xương sẩu ấy. Nhìn rất là đẹp. Mình cảm giác như là nó chỉ khác mỗi màu thôi. Có tiếng súng vang này. Mình sẽ thử đi gần vào xem nó được. Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ thử cầm M16 sấy. Lâu lắm rồi mới cầm M16 sấy đấy anh em ơi. Chả biết đâu có sấy được hay không nữa. Ô, chưa chết à? Trời, mày thi. Căn đam không chuẩn. Lâu giờ không sấy M16 hơi ngu người. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình cảm giác như nó giống hệt với cả khẩu M16 xương sổ luôn. Khác mỗi màu xanh và màu đỏ. Chứ còn phần xương màu trắng vẫn thế. Nếu mà nó ra thêm M16 tô xích nâng cấp nữa kiểu gì. Có súng, à quên có thanh bắn phía bên kia. Không biết là có tới kịp hay không? Nhưng mà mình nghĩ là không. Không tới kịp rồi. Tưởng thấy là nó hạ xuống biển cơ. Nó ngay mép luôn. Ngay gì à? Rồi, hạ chỗ này được. Hạ cánh. Ơi, có tính xe thôi. Ui, cái súng này không sấy được đâu. Ui, nó lại lúp luôn thì nó nhìn thấy mình rồi sao nó lúp luôn ạ. Thôi mình sẽ ra này chơi đi. Đây mà, hello. Rồi, cả hai thằng đều bị nốc rồi. Thằng sau xe là sau xe, sau xe. Sau xe hả? Rồi, thêm. Có một thằng phía đằng xa nữa, nó đang bắn ra đây. Không rõ nó có tùng, không rõ nó có cùng cái này không. Không trúng, không trúng. Mày là một viên. Thằng này hình như mũ một thì sao ấy. Rồi xong gạt được thằng này. Còn nữa. Tiếp này gạt hai. Bên trái. Vẫn còn đúng không? Yeah. Trong nhà mình nghe thấy tiếng chân rồi. Nghe ngay cửa sổ luôn cả. Ôi nó ngó mặt vào luôn ạ. Ngó mặt ra em. Không sao ngó mặt ra anh em ạ. Nó không dàng có mặt ra thì ăn. Rồi để luôn, nó trúng viên rồi, chưa kịp bơm máu đâu. Ui ui ui. Này thì không bơm máu với chúng tôi này. Cái tội bị bắn mà không bơm máu. Có máu rõ ràng là có mà. Rồi mình sẽ xử lý thằng này. Đâu rồi, không nhìn thấy. Nó núp đâu rồi ta. Nó vẫn bắn ra đây này. Mình chưa nhìn thấy. Đâu ta? Bé tí tẹo teo ạ, không nhìn thấy luôn ý. À, đây rồi.
phía nó này đứng này, tốt đây mà nó bắn được tận đây là sao? giờ nó lại ngó vào rồi sao? Mình sẽ ra chỗ gốc cây này. Nhìn đấy, nhìn đấy, nhìn thấy chúng một viên rồi. Mày định bò đi đâu? Cái tội bắn lén này, càng vãi xa thế. Mà vấn đề không hay đó chính là cái thính nó đang bị bắt ở đây. Đấy, cái ác này thì full set xanh luôn, bom này, ba lô với cả chảo. Thiếu mỗi cái xe Dacia là coi như là quá hoàn chỉnh ở trong một bộ rồi. Như là cái ác này thiếu 200 điểm nữa thì có thể đổi được cái xe Dacia. Thì mình có gì mình sẽ hỏi xem bạn ấy có quay thêm Dacia không. Phát này rồi này. Đấy. Trông thì thôi chứ mình ném bom hơi bị điêu luyện đấy. Để xem tính có gì. Ui, ngon, có ốp rồi này. Thử xin nhá. Trong trận là mình chỉ thích cầm ốp bán thôi, chứ còn K98 hay là M24 yếu lắm. Chúng nó vừa bắn thêm cái cục thính phía bên trái nữa. Mình nghe nó bắn ở dưới khu nhà đấy, nhưng mà có vẻ là hơi xa nhỉ. Xa rồi, đứng từ trên này mà kè thì quá là xa, bắt buộc là phải đi lại gần. Mà đi gần vào mà đi xe thì chắc chắn nó sẽ bị lộ. Thôi mình yêu, mình sẽ để xe ở đây thôi. Đấy, xong áp sát dần vào. Lúc được thằng nào hay thằng đấy. Stop here. Địch ngay mà, bắn thính dưới khu nhà gần rồi. Đây mà. Anh đứng đây nhìn nhìn kìa. Ok. Sau lưng có người anh á. Rồi thôi rồi, sau lưng xe mình. Ok, để quay lại anh xem nào. Có tiếng xe rồi. Nhìn một tim sao ấy. Ơ, ờ, sao lại bắn. Đây. Ô, vẫn chưa gạt, bắn như thế mà không gạt được. Rồi bây giờ mới gạt này. Đành công sẽ đứng lên trên cao. Trên cao thì nhìn là rõ nhất. Xem nào. À, ngay đây này. Còn thua, có một thằng để gần nữa, ngay để tiếng chân rồi. Hai thằng. Bên trái gốc cây này, trái gốc cây và phải gốc cây. Này là sao một thằng, có một thằng ở gần nữa này. Hello baby. Ui, chết rồi. Rồi chết luôn, tưởng không chết nữa thì thôi. Mạng hơi bị delay lag anh em ạ. Thế mới đầu. Rồi mình đã tới thính rồi. Team này ra để tính sao ấy. À, trò đấy rồi, thằng này còn giật giật nữa cơ. Mạng dạo này chán quá, delay các kiểu. Người đi cứ như kiểu tốc biến ý. Đâu ta? À, nó chui ra trong nhà vệ sinh này này. Thế thì tớ tặng bạn nhá. Thêm tiền lên, chúc mừng sinh nhật nhá. Chạy ngay. Chạy làm sao được, chạy đằng này là chết rồi. Chết rồi, tớ đây, chết đi. Đây mà, nhìn đi đâu vậy? Có một ông bị ngáo. Có một ông bị ngáo. Có một ông còn lại thì chắc là không ngáo đâu. Để xem nào, mình sẽ gần gần tí. Xong rồi mình sẽ cận chiến AVKM xem được không. Cuối cùng, thằng cuối cùng này. Ra đây. Ui, vương. Ra đây với chúng tôi là chết ngay. Quá ngon. Không biết là ôi, cái team vừa rồi là cũng ra Groza, cái thính vừa rồi cả ra Groza với cả ốp. Đẹp nhờ, mình cảm giác là cái khẩu 16 tu này đẹp thật đấy. Tuyệt vời luôn, mỗi tội là không có khi mắc hiệu các bạn kiểu. Này có xe không nhỉ? Được không thì quá tuyệt vời. Không ơn bắn tính đấy. Này, có team nữa vừa bắn tính ở phía trên đồi phải. Rồi, phải trái em. Mark the location. Mới đứa sau đó đó. Ok, đang đi trên cái con xe mà lúc nãy mà mình bắn cái tim mà nó tới nó cao cũng ngắm thính ấy. Mất một bên bánh rồi. Bánh đâu đây. Ta? Ui xa lắm. Mark the location. Này sẽ phải lên đồi phía trước mặt. Mark the location. Cao nó mới dễ được. Ui bỏ mẹ trước mặt của người em ơi. Ui dồi ôi. Chưa chào hỏi nhau gì đã bắn nhau rồi. Chơi gì ác vậy. Đây rồi. Một viên với chúng tôi. Bạn hở đít với chúng tôi. Hai viên ốp bạn không nằm xuống thì chắc là chỉ có hack thôi. Mình đã bắt đầu mở cánh phải. Để dần, à có tiếng chân này. Tỉnh cái đây. Rồi xong một em. Thế thì bạn phải lên trời rồi. Bỏ mỏ xong mình sẽ chạy về chỗ.
Đâu ta? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Không cứu Em à? ơi, em đang đâu? Ừ, cái thằng Ờ. mà anh lúc đầu tiên nó Nhìn không thấy nào. cứu, chết luôn rồi. Watch out. Ê, anh đâu một thằng đấy, à quên bắn trúng mũi viêm thằng đấy đấy, có cây. Mình vừa bảo mưu là ra xem bắn nổ xe nó cho nó không chạy vào bo, bởi vì hai thằng mà hai thằng đều ngoài bo. Bình tĩnh, đây đây đây, không việc gì phải vội cả, cứ bình tĩnh rồi tớ sẽ để cho cậu bắn. Ok, mọi người xem clip thì hay đừng quên like, đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay hơn nhá.